Thưa quý vị, Đức Phật dạy rằng khi con người cố ý gây ra một việc gì đó thì nó sẽ trở thành nghiệp. Chúng ta cố ý làm, cố ý nói, cố ý nghĩ một điều gì đó thì chính là đang tạo nghiệp. Trong số những điều mà con người cố ý làm ấy thì khẩu nghiệp là tội lỗi dễ sinh khởi nhất. Khẩu nghiệp rất hay mắc phải, bởi vì con người dù lúc vui hay buồn, hận thù hay biết ơn, hạnh phúc hay đau khổ đều có thể dùng lời để diễn đạt. Trong những lời khẩu nghiệp có 6 lời sau đây mà bất kỳ ai phạm phải cũng khốn đốn khi tuổi trẻ, tủi nhục cho đến già. Triết lý cuộc sống xin mạn phép chia sẻ để quý vị và các bạn cùng rút kinh nghiệm, tu tâm tu khẩu nhằm tránh khỏi những sự không may trong cuộc sống. Lời thứ nhất, cầu mong tai họa cho người khác. Sống ở trên đời, con người khó tránh khỏi được những lúc trở nên nhỏ nhen ích kỷ. Thấy người khác giàu có, vui vẻ hơn mình, có lẽ là cảm giác vô cùng khó chịu, chẳng mấy ai có thể vượt qua được. Bởi suy cho cùng, chúng ta cũng là những con người bình thường, có đầy đủ những cảm xúc hỉ nộ ái ố, không thể lúc nào cũng tĩnh lặng như các bậc hiền triết, thánh nhân được. Thế nhưng, không phải vì thế mà chúng ta lại có những hành động tầm thường nhỏ nhen quá mức. Trong số đó, nói lời cầu mong tai họa cho người khác thật là ác nghiệp bậc nhất. Có hai vợ chồng nọ sinh được một bé trai. Người chồng bế con lên và vô cùng mừng rỡ, nhưng chợt thấy dưới gối mất tiền liền hỏi vợ: "Ta đã cất 4 nén bạc dưới gối, bây giờ sao lại mất rồi?" Người vợ ngạc nhiên đáp: "Trong phòng lúc sinh con chỉ có thiếp và bà đỡ, nếu mất tiền thì hẳn là do bà ta lấy rồi." Người chồng liền sang nhà bà đỡ nói chuyện, tình nguyện chia cho bà 1/2 số bạc để cảm tạ, chỉ xin bà trả lại 1/2 để anh ta cúng thần linh cầu phúc cho con. Bà đỡ đã đùng đùng nổi giận, nguyền rủa những lời độc ác: "Tôi đỡ con giúp vợ của anh, sao anh lại dám nói tôi lấy cắp tiền? Nếu quả tôi có lấy thì sẽ bị sét đánh chết, còn nếu tôi không lấy thì đứa con của anh sẽ chết bất đắc kỳ tử." Người chồng nghe bà ta thề độc đến vậy nên đành phải quay về. Hôm sau, anh lại mời bà đỡ sang tắm cho con mình, nhưng bà ấy không qua mà lại cho con gái của mình sang. Đến đêm thì đứa nhỏ quả nhiên bạo tử. Hai vợ chồng cho là lời nguyền của bà đỡ ứng nghiệm nên đành khóc lóc mang con đi chôn. Đột nhiên trời nổ sấm sét cực lớn, cả thôn đều ngửi thấy mùi cháy khét. Mọi người chạy ra xem thì thấy hai mẹ con bà đỡ quỳ ngay ngắn dưới đất, đã bị sét đánh cháy xém da thịt rồi. Trên tay mỗi người còn cầm 2 nén bạc. Lại ngay trong quan tài của đứa bé vang lên tiếng khóc oa oa. Cha mẹ nó vội bật nắp ra xem thì quả nhiên thấy con mình đã sống lại. Trên cuống rốn của nó lộ ra một đầu kim. Người chồng rút kim nặn máu ra cho con. Đứa bé sau đó khỏe mạnh, không bị sao nữa. Mọi người bấy giờ mới hiểu ra, hóa ra là bà đỡ sai con gái mình lấy kim đâm vào cuống rốn cho đứa bé chết đi để ứng nghiệm lời nguyền. Có ngờ đâu, người đang làm, trời đang nhìn, trên đầu 3 thước có thần linh. Những việc thương thiên hại lý của hai mẹ con bà đã phải trả một cái giá rất đắt. Quý vị thân mến, kẻ cầu mong người khác xui xẻo thực sự có một ác tâm rất lớn, không kém gì loài cầm thú. Nó như là cầm đao cầm kiếm mà chém người ta vậy. Thực tế nói ra những lời tai họa ấy lại vô cùng nguy hiểm, bởi chưa chắc người nghe đã chịu hậu quả gì, nhưng chính người nói sẽ gánh nghiệp rất nặng. Thậm chí chính tai họa mà họ mong cho người khác rốt cuộc lại trở thành cái họa của chính họ. Một mình gánh không hết thì cả gia đình phải gánh chung, đó mới là tột cùng của sự đau khổ. Vì vậy con người dù lúc tức giận hay mất kiểm soát đến đâu cũng tuyệt đối đừng mở miệng mong tai họa cho người khác, kẻo hối hận mà không kịp. Thứ hai là lời khích bác đâm thọc. Đạo Phật có câu: "Luận người ở đời, búa để trong miệng,
thường để chém mình. Đây là một lời cảnh tỉnh nhắc ta hãy cẩn thận trong lời nói. Nếu như vô tình hay cố ý nói một lời ác, khích bác hay nhục mạ người khác, thì sẽ lãnh lấy quả báo đau khổ, giống như là có người lấy búa chém vào thân của mình vậy. Chuyện kể rằng có một vị tỳ kheo đang ngồi tụng kinh niệm Phật, thì có một chú tiểu đi qua. Chú nghe thấy giọng tụng kinh ồm ồm thì không thích và chê vị tỳ kheo tụng kinh như là tiếng con vật kêu. Vừa nói xong thấy tỳ kheo đi đến và đáp rằng: chú hãy sám hối ngay, không thì với ác nghiệp này chắc chắn phải đọa 1000 kiếp địa ngục. Chú tiểu sợ quá, quỳ xuống chân vị tỳ kheo sám hối tâm bất kính đã xúc phạm thầy của mình. Sau khi sám hối xong, vị tỳ kheo nói: nhờ sám hối này mà chú không bị đọa vào địa ngục, nhưng còn phải đọa 500 kiếp làm súc sinh. Sau kiếp đó, quả thật chú tiểu đã bị đọa 500 kiếp làm loài súc sinh. Hết 500 kiếp ấy, chú tái sinh và về sau được làm người, được đi xuất gia và chứng quả. Khi chứng quả, chú thấy hết trong tiền kiếp và cũng thấy mình bị đọa do một lời nói bất kính thóa mạ, nên vô cùng hối hận. Thứ ba là lời đồn thổi vu khống. Trên thế gian này có lẽ không có thứ vũ khí nào có sức sát thương sâu rộng kinh khủng như những lời đặt điều vu khống. Nó có thể làm hỏng cả sự nghiệp đang lên, một gia đình hạnh phúc, đe dọa tính mạng của con người. Bởi sự thật đôi khi khó có thể nhận thấy, trong khi những sự dối trá thì dễ làm cho người ta tin. Sự vu khống gây tổn hại danh dự người khác một cách nặng nề, khiến họ điêu đứng. Nó biến một người tốt có thể trở thành người xấu chỉ trong tích tắc. Đó có lẽ là ác nghiệp kinh khủng mà chúng ta phải cần tránh. Trong cuộc sống, không phải lúc nào cũng được như ý, nhưng tuyệt đối đừng vì giận mà mất khôn, vì ghen ghét đố kỵ mà làm điều sằng bậy, kẻo cái nghiệp sẽ tạo quả nặng nề, không có gì có thể cứu vãn được. Thứ tư là lời kiêu ngạo khoe khoang. Tăng Quốc Phiên khi mới làm chỉ huy quân đội là một người tự cao tự đại, xem thường đồng nghiệp. Vì vậy mà khi làm việc, ông luôn tỏ ra hách dịch, không tôn trọng người khác. Trong nhiệm vụ đi tuần, sợ người khác làm vướng chân vướng tay, nên đã viết trước một bức thư cho cấp trên nói một mình đi là đủ, đừng phái thêm người ngáng đường mình. Giữa đường gặp chuyện, phải nhờ người khác giúp đỡ, nhưng Tăng Quốc Phiên vẫn với cái giọng hách dịch: mau phát binh cứu trợ, đừng để người khác phải nhắc nhở mình như thế. Dần dần sau đó, Tăng Quốc Phiên đắc tội với tất cả quan văn quan võ ở Hồ Nam, nơi mình công tác, cuối cùng bị bãi miễn chức vụ về quê. Sau một thời gian dài ở ẩn suy ngẫm, Tăng Quốc Phiên bắt đầu học cách thu lại sự kiêu ngạo của mình, dần dần trở nên khiêm tốn hơn. Việc đầu tiên ông làm sau khi xuống núi là viết thư cho các quan ở Hồ Nam, bày tỏ ý muốn được thỉnh giáo học hỏi con đường làm quan từ họ. Về sau, ông lại được tiếp nhận và được triều đình tín nhiệm. Quả thực, người ngạo mạn là người vô tri vô lễ, không biết trời cao đất dày, không biết thế nào là tôn trọng người khác. Họ ngạo mạn, rất khó nhìn thẳng vào vấn đề của mình, nhưng lại rất thích chọc ngoáy bới móc người khác. Người như vậy sẽ chẳng có ai muốn qua lại, sớm muộn gì cũng nhận lấy thiệt thòi lớn. Luôn khiêm tốn khoan dung với người khác mới là đạo làm người. Thứ năm là lời đổ lỗi, trốn tránh trách nhiệm. Ngay từ khi còn nhỏ, mỗi khi vấp ngã, ông bà cha mẹ thường có hành động đánh chừa cái sàn, cái bàn, cái ghế. Nó vô tình khiến cho đứa trẻ dần hình thành văn hóa đổ lỗi. Khi lớn lên gặp khó khăn vấp ngã trong cuộc sống, đứa trẻ ấy đều tìm cách đổ thừa cho hoàn cảnh, cho người khác, không bao giờ tự nhận là do mình. Chính lý do ấy làm cho ý chí con người trở nên yếu đuối, trốn tránh thực tại, trốn tránh trách nhiệm để tự thỏa mãn bản thân hèn yếu. Rốt cuộc chỉ dẫn đến thất bại mà thôi. Khi có thành tích gì thì lại tranh nhau nhận để hy vọng được ghi công, được tăng lương, thưởng vật chất. Còn khi có vấn đề, có sai sót thì lại tìm mọi cách né tránh, đẩy trách nhiệm và khó khăn cho người khác để tránh tội, mà cũng là nhàn cái thân. Những kẻ cơ hội như thế trong xã hội rất nhiều,
dẫn tới sự gian dối, làm những vấn đề cứ thế tồn đọng, không bao giờ giải quyết được. Cái sẩy nảy cái ung, từ lỗi nhỏ trở thành thiệt hại lớn cho tập thể, cho xã hội. Trong khi những kẻ tìm cách đổ lỗi, tìm cách trốn tránh trách nhiệm, thì những người chính trực đã tiến rất xa. Họ bỏ qua những cái lợi nhỏ để tiến đến những cái lợi lớn hơn, đó là sự công nhận và thành công thực sự. Và lời thứ sáu là lời gian dối. Tiền thân Đức Phật là một vị sa môn. Một hôm Ngài đang ngồi thiền trong rừng thì có một con nai chạy qua, trốn vào một gốc cây đổ rỗng ruột. Lúc sau, có một toán quân lính đuổi tới. Họ đến hỏi Đức Phật rằng: ông có thấy con nai chạy về hướng nào không? Vị thầy tu lẳng lặng không nói. Quân lính nổi giận la hét và bắt Ngài đến trước mặt nhà vua. Vua lặp lại câu hỏi trên thì thầy đáp: thưa đại vương, tôi là kẻ tu hành, giữ gìn giới luật thì không được nói dối và cũng không được sát sanh. Nếu tôi nói không thấy con nai là tôi nói dối và phạm tội khi quân. Nếu tôi nói thật để đại vương giết con nai thì tôi phạm giới sát sanh. Xin đại vương tha thứ và cho tôi miễn trả lời câu hỏi này. Nếu đại vương bắt tội thì tôi sẵn sàng chịu chết chứ không thể nào trả lời cho đại vương được. Thực tế cuộc sống đôi khi bắt buộc con người ta không thể im lặng mà phải nói ra quan điểm, thậm chí là phải nói giảm, nói tránh để giữ gìn mối quan hệ hay công việc kiếm sống. Tuy nhiên, người nói dối để tránh khỏi chịu trách nhiệm cho những tội lỗi mình gây ra hoặc vì hám danh địa vị quyền lực mà bịa chuyện gian dối thì sớm muộn cũng phải trả giá. Quý vị thân mến, khi Đức Phật còn tại thế, Ngài có đặt một câu hỏi cho một vị sa môn là: tuổi thọ của con người dài trong bao lâu? Và vị sa môn đã trả lời: chỉ dài bằng một hơi thở. Đức Phật nói: đúng vậy, ông là người hiểu đạo. Điều đó có nghĩa rằng khi con người ta biết buông xả, không chấp nhặt nữa thì sẽ tự tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn. Nhưng thực tế cuộc sống đôi khi khiến cho con người ta luôn phải sống gấp gáp. Miếng cơm manh áo đã vất vả, chúng ta còn phải đối mặt với những biến cố bất ngờ không thể lường trước được. Bởi vậy, con người càng lớn lên, càng bị cuốn vào những vòng xoáy của sự căng thẳng phiền muộn, rồi bế tắc. Sau đây là 5 câu nói giúp bạn xóa sạch mọi phiền não. Hãy lắng nghe và chiêm nghiệm quý vị nhé. Câu thứ nhất: nghèo không sợ, sợ nhất gia phong lụn bại. Thứ mà một gia đình truyền thừa lại cho thế hệ sau này không chỉ có huyết thống mà còn có cả gia phong nữa. Gia phong trước tiên phải bao gồm đạo đức của con người. Đứa trẻ khi nhỏ phải được dạy dỗ kính trên nhường dưới, biết điều hay lẽ phải mà học, điều xấu điều ác thì tránh xa. Đối đãi với mọi người cần ôn hòa từ tốn, không phân biệt đối xử, chỉ phân biệt kẻ xấu người tốt mà thôi. Gia phong được gìn giữ phải từ người lớn tuổi nhất. Ông bà cư xử tùy tiện, làm việc không đúng đạo người thì làm sao con cháu noi theo để mà tốt đẹp được. Vì thế người già phải tự làm gương, tự kiểm điểm răn dạy mình thường xuyên. Con cháu sống trong nhà không chỉ lễ phép mà còn phải nuôi trí chăm học hỏi để làm người có ích cho xã hội. Nếu gia phong được gìn giữ thì nghèo chẳng mấy chốc mà hóa giàu, lại còn được thiên hạ tôn trọng ngợi khen. Còn gia phong bại hoại thì tiền của có nhiều mấy cũng sớm mất hết mà thôi. Vì thế để cho gia tộc hưng thịnh đời đời, giữ gìn gia phong là điều quan trọng nhất. Câu nói thứ hai: phú quý không do trời định mà là do cách sống. Xưa có một người nghèo khổ quá, ngày ngày ông ra bãi biển cố sức mò cua bắt ốc để lấy miếng ăn, nhưng không bao giờ đủ. Thấy người ta sung sướng giàu có, ông ao ước được như họ. Luôn luôn ông cầu trời khấn Phật xin cho đỡ khổ một tí, dù có bị giảm tuổi thọ đi bao nhiêu cũng được. Ông cầu khấn như thế trong 3 năm liền. Tuy không thấy thân phận khá hơn chút nào, nhưng ông vẫn kêu xin không thôi. Một hôm trong khi đào cua ở một cái hang,
ông bỗng bắt được một thỏi gì vuông vuông nặng nặng và sáng chói. Vừa lạ vừa mừng, ông mang về hỏi hàng xóm. Người hàng xóm cho biết đó là vàng. Mừng quá, ông lại cố công đào tìm thêm nữa. Kết quả là được cả thầy 10 thỏi vàng. Ông hết lời cảm tạ trời Phật. Ông định giấu kỹ, rồi đưa về quê tậu ruộng làm nhà và lấy một người vợ. Không ngờ, người hàng xóm không giữ kín miệng, nên tin đồn được vàng lan đi rất nhanh. Một tên trọc phú ở gần đó vừa nghe thấy thế, vội tìm đến để làm quen. Hắn dùng những lời đừng mật gạ đổi ruộng đất của hắn để lấy vàng. Thấy ông chưa có vợ, hắn liền gả em gái của hắn cho. Nghe bùi tai, ông vui lòng kết thân với hắn. Từ đó ông làm ăn ngày một khấm khá, có vợ đẹp, có ruộng cày, có nhà cửa, cuộc sống rất dễ chịu. Nhưng do mưu mô xảo quyệt của tên trọc phú, cuối cùng 10 thỏi vàng về tay hắn cả. Tuy vậy, tên trọc phú nuốt số vàng không trôi. Tin đồn một người bắt cua được vàng bay nhanh và đến tay một viên quan huyện. Nghe nói vàng về tay một tên trọc phú, viên quan huyện không kìm được lòng ham muốn. Hắn gọi lão trọc phú đến tư thất và gạ chia cho mình một nửa. Nhưng gã trọc phú đời nào lại chịu mất không như thế. Viên quan đành giận để bụng. Nhân bắt được một đám cướp lộn, hắn bèn bảo chúng khai vu cho tên trọc phú, và do đó hắn ép y vào tội thông phỉ. Trọc phú bị kìm kẹp đánh đập rất khổ cực, đành phải nhả của ra để mua lấy sự yên thân. Cuối cùng, không những 10 thỏi vàng nọ lọt vào tay viên quan huyện, mà nhiều tiền gạo khác của hắn cũng đội nón ra đi để đấm mõm cho bọn hương lý, bọn sai nha. Lại nói chuyện viên quan huyện, chỉ dùng một mẹo nhỏ mà chiếm được số vàng lớn thì mừng quá. Hắn sai con cùng với một người lão bộc bí mật đem số vàng đó về quê để tậu thêm ruộng đất. Nhưng đứa con của hắn lại là một tay có máu mê cờ bạc. Trong khi đi thuyền, thấy có canh bạc to, hắn định đem một số ít vàng của bố, mong để kiếm lời. Mặc dầu người lão bộc can gián, hết lời, hắn vẫn không nghe. Quả nhiên chỉ trong một đêm, hắn thua hết, chẳng còn một đồng dính túi. Thế là bao nhiêu vàng của tên viên quan huyện tự nhiên lọt vào tay một lão lái buôn. Nhờ ngón cờ gian bạc lận, lão lái buôn và một tên đồng đảng đã vét sạch bàn. Và qua ngày hôm sau, hai người hí hửng mang số tiền chiếm được, trong đó có 10 thỏi vàng của con quan huyện về nhà, mặc kệ cho kẻ mất của kêu trời khóc đất. Không ngờ đúng hôm ấy, có 4 tên ăn cướp đang làng vàng ở khu rừng gần đấy. Thấy có 2 người bộ hành mang tay nải nặng đi qua, chúng bèn đuổi theo không rời một bước. Khi 2 con mồi đến chỗ vắng, chúng nhảy sổ ra giết chết và cướp lấy tay nải. Nhìn thấy những thỏi vàng sáng chóe, chúng mừng rú lên, vội chia nhau, 2 đứa đàn anh mỗi đứa 5 thỏi, còn số tiền lẻ bạc vụn thì giao cho 2 đứa đàn em đi mua rượu thịt về chén một bữa. Lại nói chuyện 2 tên cướp được cử đi chợ, tự nhiên sinh lòng tham, muốn chiếm lấy tất cả số vàng để chia nhau mỗi đứa 5 thỏi. Chúng bỗng nảy ra một kế là mua thuốc độc bỏ vào rượu cho 2 tên kia uống. Thế là 2 đứa vào chợ ăn uống no say, đoạn mua 4 lòng và rượu có pha thuốc độc mang về. Trong khi đó, 2 đứa ở nhà cũng bàn mưu tính kế để độc chiếm số vàng. Cuối cùng, chúng quyết định chờ cho 2 tên kia về đến nơi, bất thình lình mỗi đứa cầm dao hạ thủ một tên, và rồi chúng làm y như là lời chúng đã bàn. Vừa đi chợ về đến nơi, 2 đứa kia đã bị mỗi đứa 1 nhát dao vào lưng ngã vật ra. Xong việc, 2 tên còn lại mới dở rượu thịt ra đánh chén. Nhưng chỉ một lát sau khi đã ngấm rượu, chúng cũng vật vã và nằm chết luôn bên cạnh. 10 thỏi vàng bỗng trở nên vô chủ. Nhưng chỉ nội ngày hôm đó, có một người khách tình cờ đi qua chỗ nọ đã nhanh tay chiếm lấy làm của mình. Được món của lớn bên cạnh những xác chết, hắn vội vã tìm về thuyền. Và mặc dầu chưa cất được hết hàng, hắn đã sai nhổ neo vượt vội để tránh mọi lôi thôi xảy đến.
thuyền đi ra biển đến ngày thứ hai thì tự nhiên có một cơn bão nổi lên rất dữ dội. Cột buồm bị gãy và thân thuyền bị sóng đánh vỡ làm nhiều mảnh. Tất cả mọi thứ đều chìm xuống đáy biển hoặc lọt vào bụng cá. Duy chỉ có một số người ôm được ván và nhờ sóng đánh dạt vào đất liền. Trong số đó có cả người khách thương. Khi được người dân địa phương cứu cho hồi tỉnh, hắn chép miệng than thở: của trời, trời lại lấy đi, dương đôi mắt ếch làm chi được trời. Thưa quý vị, có người nói giàu sang là nhờ cách sống tàn tiện, tích cóp cùng sự nỗ lực làm việc kinh doanh mà tạo nên. Đúng như vậy, người chăm chỉ, khiêm tốn, bao dung, kiên trì, lương thiện, ông trời ắt sẽ không bao giờ phụ. Câu nói thứ ba: đời người 8-9 phần là không như ý, lòng có thoáng đãng mới được sống an yên. Có một chàng trai trẻ có hoài bão làm giàu với một số vốn được cha mẹ cho. Ban đầu anh ta đi buôn gạo, nhưng đúng vào lúc được mùa giá xuống, lại nhiều tiểu thương cạnh tranh, nên cuối cùng bị lỗ vốn. Không nản chí, anh quan sát thì nắm bắt được rằng người dân đang chuộng những chiếc rổ tre đựng đồ, thế là dốc vốn qua buôn rổ tre. Được một thời gian thì quan phủ đánh thuế hàng tre nứa cao để hạn chế tình trạng chặt cây quá nhiều để dành làm vũ khí. Cuối cùng, được bao nhiêu tiền lời cũng đi tong hết trong chuyến hàng lớn. Chán nản sau bao năm buôn bán không được gì mà hóa thành trắng tay, chàng trai bèn xin vào một trại trồng nho để làm thuê kiếm ít tiền cơm cháo qua ngày. Bởi tủi hổ, không dám về gặp cha mẹ nữa. Đến nơi, anh được một người nông dân già dẫn đi chỉ cách hái nho. Người ấy dặn rằng mấy trái nho xanh nhỏ thì vặt và vứt hết đi. Chàng thanh niên tỏ ra ngạc nhiên liền hỏi lại: những quả nho này tôi xem ra không có vấn đề gì, cớ sao phải hái rồi vứt đi? Người nông dân trả lời: nếu không loại bỏ bớt một số nho xanh đi thì tất cả các chùm nho sẽ chỉ lấy dinh dưỡng từ nhau, cuối cùng chúng sẽ không phát triển lớn mà không đủ ngọt. Chỉ bằng cách loại bỏ một số nho không tốt, những quả nho còn lại mới có thể trưởng thành hơn và có chất lượng tốt hơn. Quý vị thân mến, trong cuộc sống chúng ta đôi khi làm 10 việc, nhưng đã có đến 8-9 việc không được như ý. Lúc ấy có lẽ chúng ta ngửa mặt trách ông trời rằng tại sao lại cứ khắc nghiệt với mình như vậy. Những kẻ hiểu đạo lý sẽ không quá buồn phiền bởi điều đó. Những thứ không đạt được hoặc mất đi đôi khi cũng là điều tốt. Nó giúp ta không phải bận tâm suy nghĩ quá nhiều điều. Từ bỏ không có nghĩa là mất đi. Thứ chúng ta nhận được là sự hài lòng với bản thân. Từ bỏ một cách khôn ngoan còn hơn là chấp trước một cách mù quáng. Cuộc đời dài mấy chục năm, làm sao có thể mong mọi điều được như ý? Bởi thế biết chấp nhận, biết buông bỏ đúng lúc, cũng như là ta chút được những gánh nặng chấp niệm không cần thiết để sống một cách nhẹ nhàng, thanh thản mà hướng về phía trước. Câu nói thứ tư: thể chất mệt không hẳn là mệt, tâm can mệt mới thực sự là mệt. Một ngôi chùa ở trên núi có hai thầy trò lão hòa thượng già sinh sống. Nơi đây khung cảnh hữu tình, mây trời lãng đãng tuyệt đẹp, không gian yên tĩnh, quả là nơi tuyệt vời để tránh khỏi những ồn ào chốn hồng trần. Tuy vậy, nếu đến vài ngày thì cảm thấy thích, chứ sống tại đây từ năm này qua năm khác thì thật là chán nản. Đặc biệt người học trò là chú Tiểu luôn cảm thấy cuộc sống áp lực khi mỗi ngày phải đi đường rất xa để gánh nước lên chùa. Đường xá xa xôi gập ghềnh, đi không cẩn thận sóng sánh nước thì lên chùa bị đổ quá nửa chẳng còn được bao nhiêu. Nhiều năm trời vất vả như vậy, đến một ngày không chịu nổi nữa, chú Tiểu ngồi khóc tu tu với thầy: thưa thầy, cứ thế này chắc con phải bỏ chùa ra đi quá ạ. Ngày nào cũng gánh nước đi đường xa thì làm sao mà chịu nổi ạ. Lão hòa thượng cười xoa đầu đệ tử: con ngoan của ta, cái mệt không phải xuất phát từ bên ngoài mà đến từ tâm. Nếu tâm ta yên tĩnh thì có vất vả thân xác đến đâu cũng cảm thấy được thoải mái. Nhược bằng tâm không yên thì có ngồi một chỗ cũng thấy khó chịu. Chú Tiểu lại phụng phịu:
Nhưng làm thế nào để tâm yên được hả thầy? Lão hòa thượng dắt chú Tiểu lại đại sảnh rồi bảo quỳ xuống trước Đức Phật lạy ba lạy rồi nói: con hãy ngồi đây tụng kinh một canh giờ tự khắc sẽ yên. Sau này đi trên đường, nếu lúc nào cảm thấy mệt mỏi hãy ngẫm lại bài kinh ấy mà lẩm nhẩm, tự khắc mọi vất vả sẽ tan biến. Chú Tiểu nghe lời thầy, từ đó mỗi lần gánh nước cậu đều cố gắng tụng kinh để tâm không bị sao động. Chục năm trôi qua, chú Tiểu ngày nào đã trở thành nhà sư cao lớn khỏe mạnh. Gánh nước với nhà sư không còn là vấn đề nữa, nhưng lão hòa thượng đã viên tịch, không còn ở bên mà nhắc nhở đồ đệ nữa. Thế nhưng triết lý của ông được đồ đệ kế thừa, sau đem truyền bá cho người dân quanh vùng. Từ đó mọi người được khai sáng, luôn thành tâm niệm Phật mỗi lúc gặp khó khăn mệt mỏi. Những đau khổ vì thế dễ dàng bị tiêu trừ. Trở lại với đời sống, con người ta trở nên toan tính thủ đoạn hơn, suy cho cùng cũng là vì cái thói hám lợi, ích kỷ, đố kỵ mà tạo nên. Nhiều người muốn giàu có một cách nhanh chóng, muốn hơn người mà không phải cố gắng thì phải dùng những mưu hèn kế bẩn. Tưởng đâu đạt được mục đích, nhưng rốt cuộc bản thân phải luôn suy tính nhỏ nhen, khiến tâm trí sao động, không lúc nào được bình yên. Thân thể mệt thì còn dễ phục hồi, chứ tâm trí mệt thì khó mà lấy lại. Chi bằng hãy luôn làm điều thiện, bớt sân si thì cuộc sống sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều. Câu nói thứ năm: dù của cải của bạn nhiều cỡ nào thì phần mộ của bạn cũng chỉ có bấy nhiêu kích thước. Con người bước đến thế gian chỉ có hai bàn tay trắng, khi ra đi vào cõi vĩnh hằng cũng chỉ có hai bàn tay trắng ấy mà thôi. Cho dù cuộc đời có nỗ lực tích góp đến đâu thì cũng không mang theo được bất cứ thứ gì để sang thế giới bên kia. Bậc vua chúa quan lại, nhiều người trước khi mất tốn tiền của để xây cho mình cái lăng được bề thế, xa hoa lộng lẫy. Nhưng rốt cuộc thì cái xác cũng chỉ nằm vỏn vẹn trong vài thước đất. Chúng ta thường hay so sánh, hay mong ước viển vông mà quên vui hưởng hiện tại của mình. Cho đến cuối đời, tất cả đều nhận ra rằng hạnh phúc không phải nằm ở có bao nhiêu tài sản của cải trong tay, mà là sự thanh thản, sự hòa thuận trong gia đình và sự bình yên trong cuộc sống. Phần cuối của video hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện Từ Con của tác giả Trần Thị Thúy Hằng. Tôi quen chị một cách rất tình cờ. Buổi chiều tôi thường đưa cháu ra công viên hóng mát, còn chị đi bộ thể dục quanh bờ hồ, rồi sau đó lấy ghế đá công viên làm chỗ nghỉ chân. Chị ngồi xuống bên cạnh tôi mỉm cười thân thiện và gợi chuyện làm quen. Cháu nội hay là cháu ngoại đây? Dạ, cháu quanh bờ ạ. Sao cô lại gọi là cháu quanh bờ? Tôi giải thích. Thì là cháu ngoại, các cụ quê em vẫn hay gọi thế. Họ kể là khi đưa tang ông bà, nếu phải đi qua chỗ lội, cháu nội cứ thế bước đi, kệ bùn đất lấm. Còn cháu ngoại, nó phải tìm chỗ khô ráo nó đi, dù phải đi xa hơn, vòng quanh bờ. Hiểu là cháu nội thì nó thương xót ông bà, không cần biết là dưới chân bẩn hay sạch, cứ thế dẫm lên bùn đất mà đi. Còn cháu ngoại thì vẫn còn để ý xem dưới chân như thế nào để còn bước tiếp. Chị phá lên cười. À, già thế. Chuyện các cụ nói thế thôi, thời phong kiến trọng nam khinh nữ ấy mà, chứ bây giờ cháu nào chả vậy, phải không chị? Đúng rồi, cháu nào chả vậy. Và rồi từ đấy, cứ đi bộ tập thể dục xong là chị về ghế đá ngồi nghỉ, còn tôi thì đưa cháu ra công viên hóng mát ngồi cùng. Khi đã thân quen, chúng tôi tâm sự với nhau mọi niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Quê chị ở một vùng đất ven đô, có con sông Hồng chảy qua phù sa màu mỡ. Khi còn nhỏ, ngoài giờ đi học, chị giúp cha mẹ việc bãi, việc đồng cấy lúa, tỉa ngô. Mọi việc nhà nông, chị làm thành thạo, đảm đang, vén khéo như người nông dân thực thụ. Trong xóm ngoài làng, ai cũng lấy chị làm gương để dạy con. Học hết phổ thông chưa đầy 18 tuổi, chị vào quân ngũ, làm người lính thông tin,
Được hơn một năm thì miền Nam hoàn toàn giải phóng đất nước thống nhất. Chị không giao quân mà ở lại tiếp tục đi học để theo nghiệp nhà binh. Và chị gặp anh, thủ trưởng đơn vị hơn chị gần chục tuổi. Họ về chung một nhà trong lời chúc phúc của bố mẹ, anh em, họ hàng đôi bên, bạn bè, đồng nghiệp. Niềm vui cứ thế nhân lên, viên mãn ngập tràn. Khi hơn một năm sau ngày cưới, đứa con trai mà anh chị cùng khao khát ước mong đã cất tiếng khóc chào đời. Nó bụ bẫm trắng trẻo và đáng yêu nhiều lắm. Ngày ấy anh chị cùng cơ quan và được ở trong một căn nhà tập thể. Thời bao cấp, hai vợ chồng nhà binh cũng còn khó khăn lắm, lấy đâu ra dư giả. Ngoài giờ ở cơ quan, chị nuôi lợn, nuôi gà, tận dụng những chỗ đất còn bỏ trống trong khu tập thể để trồng rau. Vất vả đủ bề, nhưng chị thật hạnh phúc vì có một đứa con ngoan ngoãn và khỏe mạnh, một người chồng yêu thương vợ con còn hơn cả bản thân mình. Thế rồi, biến cố ập đến khi trong một lần trên đường đi công tác anh gặp tai nạn, không qua khỏi, để rồi chị vĩnh viễn mất anh. Đất trời như sụp đổ, hạnh phúc chẳng tày gang. Anh ơi, em chưa kịp sinh cho anh đứa con thứ hai khi con đầu chúng ta chưa tròn 5 tuổi. Anh ơi, em biết sống làm sao? Em sẽ như thế nào khi thiếu anh? Mẹ con em biết dựa vào đâu? Trong tận cùng của nỗi đau, chị vật vã gào thét được vài câu và ngất lịm. Trong mơ, chị gặp anh. Anh ôm lấy chị rủ rỉ dỗ dành. Can đảm lên em, anh sẽ luôn ở bên. Khi tỉnh dậy, chị không thể khóc được nữa. Nước mắt cạn rồi. Chị nhìn chân chân lên di ảnh của chồng và lại ngất đi. Nỗi đau nào rồi cũng phải nguôi ngoai. Chị cần phải sống, phải mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho con. Và chị đã dành hết tình yêu của mình cho thằng bé chưa đầy 5 tuổi. Chị còn trẻ lắm, xấp xỉ 30. Xung quanh chị luôn luôn có người đòi giúp đỡ. Chị lảng tránh tất cả. Chị thương con và còn nặng lòng với anh nhiều lắm. Thời gian cứ thế dần trôi. Chị vùi đầu vào công việc và chăm lo cho con. Thằng bé ngoan ngoãn học giỏi. Nó vào đại học rồi đi du học. Một mình chị ở trong căn nhà trống vắng với niềm tin sau 2 năm con về lấy vợ, sinh cho bà một đàn cháu. Rồi thằng bé trở về trong vòng tay ấm áp của mẹ. Nó tìm được một công việc phù hợp, ổn định, lấy vợ và sinh con. Chị nghỉ hưu trước tuổi với quân hàm đại úy, và rồi lại bận rộn với công việc của người bà chăm cháu thay con. Cứ như vậy, hai đứa trẻ lớn lên qua bàn tay chăm sóc khéo léo của bà. Rồi chúng nó đi học, bà ở nhà tiếp tục công việc của một ô xin. Nhưng rồi, không hiểu tại sao mà người con dâu muốn có một khoảng trời riêng, không muốn ở cùng với mẹ nữa. Nó bàn với chồng, và chồng nó thì yêu và nghe vợ lắm. Chị miễn cưỡng đồng ý, và cũng gom góp thêm thắt bảo với con để cho nó mua một căn hộ chung cư giá cả trung bình. Tưởng thế là yên, chị cũng bằng lòng sống một mình trong căn nhà vắng vẻ. Có thời gian, chị gặp gỡ bạn bè, tham gia văn nghệ, chiều chiều đi bộ quanh bờ hồ hóng mát, thảnh thơi, thỉnh thoảng nhớ cháu chị lại sang chơi, mua cho cháu ít đồ ăn, dọn dẹp nhà cửa, một thoáng lại về. Thế rồi, mặt hồ dậy sóng, khi cách đây 2 năm, anh con trai về đề nghị mẹ bán nhà để mua một căn hộ chung cư cao cấp, cả nhà ở cùng luôn cho tiện. Chị không nghe, thuyết phục mẹ mãi không được, nó giận dỗi, thắng cổ bỏ về. Bẵng đi một vài tháng, anh con trai lại mò sang hỏi mẹ mượn sổ đỏ để thế chấp ngân hàng vay tiền lấy vốn làm ăn. Chị không đồng ý. Căn nhà này là công sức của mẹ, mồ hôi của bố. Nó là kỷ niệm cuối cùng của đời bố mẹ. Nếu con làm ăn đổ bể, người ta tịch thu nhà, mẹ biết làm sao? Sao mẹ lại cứ nghĩ đến những điều tiêu cực ấy nhỉ? Nhưng mà mẹ giữ lại là giữ cho con. Mẹ chết có mang đi được đâu. Tất cả sau này là của con, của cháu.
biết là không thể nào lay chuyển được mẹ. Anh con trai đứng phát ra về, phán một câu xanh dờn: mẹ không cho con mượn ý, thì từ nay con từ mẹ. Chị tròn mắt nhìn con, không thể nào tin nổi đó lại là lời của một đứa con. Đứa con ấy có ăn có học, là niềm tự hào, là niềm tin, là cuộc sống, là tất cả của chị. Đứa con mà chị dành cả tuổi trẻ, sức lực và tình yêu, từ bỏ tất cả khát khao của tuổi thanh xuân đang hừng hực để dành cho nó. Sau khi trấn tĩnh, chị chỉ thẳng vào mặt con, chị quát: cút ra khỏi nhà tao. Người ta có thể từ con, chứ không thể nào lại để con từ mẹ. Khi đứa con rời khỏi nhà là lúc người mẹ đổ sụp. Chị uất nghẹn đến mức không thể nào khóc nổi. Chị uất lắm em ơi, uất lắm. Tại sao nó lại thế chứ? Và chị lại khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc. Những giọt nước mắt bị dồn nén quá lâu, hôm nay mới có dịp bung ra, xối xả, tuôn trào, làm lay động con tim người đối diện. Đợi cơn xúc động qua đi, chị kể tiếp. Chị đau đớn, chị suy sụp, chị không ngủ nổi. Cả tháng trời chị chờ đợi ở nó một lời xin lỗi, nhưng không, không có. Và cuối cùng chị quyết định. Quyết định thế nào hả chị? Tôi chen ngang câu chuyện. Chị họp tất cả những người chủ chốt của anh em họ hàng nội ngoại hai bên. Chị gọi cả vợ chồng nó về. Khi có mặt đông đủ mọi người, chị mang tờ giấy đã thảo sẵn từ con. Chị đọc rõ ràng mạch lạc, xong nhờ mọi người ký. Tất cả đều góp ý với chị là hãy từ từ. Nhưng chị đã quyết, chị không nhân nhượng. Theo em thì chị cũng nên xem xét lại, nó là con mình mà. Em ơi, chị đã chờ lâu lắm, chờ một lời xin lỗi của một đứa con, nhưng mà không có. Không còn cách nào khác. Trước khi quyết định chị đau lắm, đau lắm. Nhưng thôi. Tôi nhìn chị, khuôn mặt của người đàn bà vừa qua cơn xúc động gần như chưa trở lại được bình thường, vẫn còn ửng đỏ. Phải nói là chị rất đẹp. Cái đẹp của người đàn bà đã bước vào ngưỡng tuổi 70, nhưng vẫn còn trẻ lắm. Một vẻ đẹp sang trọng và quý phái. Những nét đẹp của một thời xuân sắc mà thời gian cũng không thể nào làm cho nó phôi phai được. Câu chuyện đã khép lại rồi, mà vẫn đọng trong tôi một nỗi buồn dai dứt. Thực ra, tôi cũng chỉ được nghe câu chuyện này từ phía chị, còn suy nghĩ của người con tôi không được biết. Nhưng dù sao, đó cũng là một cái kết buồn. Chẳng biết sau này thì chuyện về gia đình chị sẽ ra sao? Người con có hối cải và làm hòa với mẹ không? Tất cả là một ẩn số, vì sau đó tôi về quê và cũng không còn liên lạc gì với chị nữa. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.